Minh, hiện tại mình đang làm ở công ty Minh Long, đi trên ba vì chuyên kinh doanh về mặt hàng con giống và cây giống. Doanh nghiệp của mình thì là doanh nghiệp từ gia đình đi lên, cho nên là vận hành doanh nghiệp thì rất là bản năng. Đến một cái giai đoạn là bắt đầu công việc khách hàng nhiều lên rồi thì thực sự là rất là hỗn loạn, và đến bây giờ thì thế hệ kế cận của doanh nghiệp thì cũng đang phải tìm cái bài toán để sao mà đào tạo được thế hệ kế cận. Mình thấy có ba cái mình tâm đắc nhất. Thứ nhất là năm giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, mình nhìn đó thì mình sẽ biết là doanh nghiệp của mình ở giai đoạn nào và cần phải làm gì. Thứ hai là năm bước coaching cho nhân viên, thì cũng sẽ có một quy trình đầy đủ để huấn luyện nhân viên. Thứ ba là tam giác rủi ro, thì là ba cái góc độ mà mình cần chú ý khi mình giao việc cho nhân viên. Khuyên của mình thì là góc là lãnh đạo này rất là hữu ích cho các bạn là chủ doanh nghiệp, và các bạn thậm chí là chưa khởi nghiệp mà muốn có ý định làm doanh nghiệp, khóa học sẽ cho các bạn một cái tư duy nhất định về làm lãnh đạo như thế nào mới là được, như thế nào mới là được có lãnh đạo, và chỉ có làm bài bản mới có thể đi lâu, đi xa và đi bền vững được.